Dấu hiệu để nhận biết người phụ nữ lẳng lơ không chung thủy, đàn ông nên tránh xa. Các bạn thân mến, thì xưa nay đàn ông vẫn luôn muốn tìm kiếm cho mình những người phụ nữ đoan chính và chung thủy để kết hôn, cùng nhau xây dựng mái ấm hạnh phúc viên mãn. Không ai mong muốn lấy những người phụ nữ lẳng lơ làm vợ cả. Tuy nhiên, tính cách của mỗi con người là không giống nhau, và phụ nữ có người đoan chính thì cũng sẽ có những người lẳng lơ. Người thì sở hữu tính cách nhẹ nhàng, chung thủy, nhưng cũng sẽ có người tính tình lẳng lơ, khó đoán. Kết hôn với mẫu phụ nữ thiếu chung thủy thì nguy cơ tan nát nhà cửa và ly hôn sẽ cao hơn rất nhiều. Và để tránh rước nhầm những cô nàng thiếu chung thủy này làm vợ, thì hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay với chủ đề dấu hiệu để nhận biết, bắt bài nhanh những người phụ nữ lẳng lơ không chung thủy. Đầu tiên, dấu hiệu để nhận biết một người có chung thủy hay không, chúng ta sẽ xét đến khía cạnh nhìn về bề ngoài. Dẫu biết rằng chớ nên nhìn mặt mà bắt hình dong, thế nhưng những ấn tượng đầu tiên về vẻ bề ngoài lại luôn là những điều chúng ta dễ nhận biết nhất. Và nét tướng đầu tiên được nhận biết thông qua ánh mắt. Những người mắt tam bạch và mắt lá khoai được cho là những người phụ nữ lẳng lơ hơn hết. Đặc điểm của tướng mắt tam bạch đó là phần lòng trắng sẽ nhiều hơn phần lòng đen. Lâu dần thì khiến cho lòng đen mắt bị bao bọc và biến thành loại mắt tam bạch tạm thời. Thông thường thì rất hiếm thấy loại mắt này, nhưng vì đắm say nhục dục nên sau thời gian ngắn sẽ lại xuất hiện. Tướng phụ nữ này thì không gian tả cũng dâm đãng và đam mê nhục dục. Những người phụ nữ mắt tam bạch thường có nhu cầu sinh lý rất cao, dù có chồng nhưng vẫn tòm tem bên ngoài. Các anh chàng nên biết để tránh rước nhầm cô vợ lẳng lơ này về nhà. Hoặc tương tự như những người phụ nữ mắt lá khoai. Mắt lá khoai là kiểu mắt với hình dáng giống như chiếc lá khoai nước. Đôi mắt hơi xếch về phía đôi chân mày cùng với ánh nhìn sắc sảo và thu hút. Đôi mắt lá khoai luôn thu hút được người khác giới bởi sự quyến rũ và đầy mê hoặc. Có câu dân gian rằng, những bà có mắt lá khoai, liếc chồng chồng chết, liếc trai trai mù là như vậy. Dân gian xưa dùng câu nói này để hàm ý đây là tướng phụ nữ lẳng lơ không đoan chính và đa dâm sẽ khiến cho đời sống vợ chồng trở nên sóng gió vì không tránh khỏi được chuyện ngoại tình. Những người vợ có mắt lá khoai hay liếc trai thích những cảm giác mới lạ. Những người phụ nữ có mắt lá khoai thường có ham muốn tình dục cao và luôn tìm cách để thỏa mãn nhu cầu của mình. Một dấu hiệu nữa của những người phụ nữ lẳng lơ thông qua nhân tướng học được ông cha ta đúc kết, đó là những người phụ nữ có lệ đường xuất hiện màu xanh đen. Lệ đường chính là vị trí ở dưới mắt, tượng trưng cho mức độ phóng túng của một con người. Thông thường lệ đường không có màu sắc xanh đen, nhưng vì giao hoan lạc thú nên xuất hiện. Đồng thời có lằn xếp hay là có gân xanh, màu xanh hoặc màu xám hoặc là màu hồng chạy về phía đuôi mắt, là tướng đàn bà có xu hướng yêu đương vụng trộm, trốn chồng ngoại tình. Nhưng cũng có rất nhiều trường hợp đây là do cơ chế sinh học. Do da ở khu vực này mỏng hơn, ngủ không đủ giấc cũng có thể dẫn đến lệ đường xuất hiện màu xanh đen hay còn gọi là quầng thâm. Tướng phụ nữ môi mỏng cũng được cho là sẽ không có tính chung thủy cao trong hôn nhân. Trong nhân tướng học thì môi mỏng chưa nói đã vọng động là tướng tà dâm mê nhục dục. Nữ giới môi mỏng không những thích nói chuyện thị phi mà còn thiếu thủy chung và chân thành. Người này thì cũng điềm tĩnh và phản ứng nhanh nhạy với ngoại cảnh. Người xưa thường nói những người môi mỏng thì hay nói dối, nói xấu người khác và không được những người xung quanh yêu mến. Môi mỏng hay hớt chính là từ đây mà ra. Những người phụ nữ có nhân trung dày, sâu và có tía đỏ ngang cũng được cho là mẫu phụ nữ lẳng lơ. Theo quan điểm nhận diện học thì nhân trung nữ giới thể hiện phần nào sự ham mê và khả năng tình dục. Nếu như trên nhân trung có tía đỏ hoặc là màu hồng nằm ngay như là sợi tơ nhẹn, rất nhỏ, cái này phải rất tinh tế các anh mới có thể thấy được, thì cho thấy có thể phần nhiều đây là một người phụ nữ lẳng lơ và ham mê nhục dục rất nhiều. Ngoài ra nếu như nhân trung gãy khúc, quanh mép hoặc là miệng có sắc da xanh xám tự nhiên, không phải do bệnh tật, thì cũng đều là dấu hiệu của những người phụ nữ lẳng lơ và dâm đãng. Với những người phụ nữ có nhân trung dày và sâu cũng tương tự như vậy. Và một đặc điểm cuối cùng mà ông cha ta cũng đúc kết để có thể nhận biết một người phụ nữ không đoan chính, đó là những người phụ nữ có tai nhỏ và mỏng. Những người phụ nữ sở hữu đôi tai quá nhỏ hơn bình thường, vành tai lại mỏng, phần tóc mai thì cũng thưa mỏng nốt, khuôn mặt thiếu hụt dương khí, xanh xao mệt mỏi. Nhân tướng học cho rằng những người phụ nữ này thì thường lụy tình, đa sầu đa cảm, dễ cảm nắng nhiều người và
quên đi được luân thường đạo lý nếu như người đàn ông mang đến cho cô ta những cảm giác thật nhục dục. Bởi vì những người phụ nữ như thế này được nhận diện là những người phụ nữ có âm khí rất nặng, tức là họ thiếu rất nhiều dương khí. Và khi gặp phải những người đàn ông mà có thể mang đến cho họ được nhiều những thứ họ cần, thì mẫu phụ nữ này sẵn sàng tung ra những chiêu đòn lẳng lơ của mình để có thể quyến rũ được đàn ông. Vậy thì một người vợ lẳng lơ liệu rằng có thể đánh giá được chỉ thông qua vẻ bề ngoài hay không? Tất nhiên là không phải như vậy. Chúng ta không thể đánh giá một con người chỉ thông qua nhân tướng học được. Chính vì vậy những đặc điểm mà thông qua hành động và lời nói tính cách nó mới thể hiện được rõ ràng được rằng một người phụ nữ có lẳng lơ, có ướt át, có khơi gợi đàn ông hay không. Khi hẹn hò và yêu đương thì chắc hẳn là các đấng mày râu luôn có một quãng thời gian để tìm hiểu về người bạn đời của mình. Có thể nói đây là quãng thời gian vàng để một người đàn ông hiểu tường tận về đối tượng mà mình đang muốn gắn bó. Từ đó có quyết định là có nên tiếp tục tiến xa hơn hay không. Tính cách, lối sống cũng như những gì mà các bạn quan sát được, những gì bạn cảm nhận được mới là câu trả lời chính xác nhất về nhân cách của một người phụ nữ. Và nếu như qua thời gian dài tiếp xúc mà bạn nhận thấy cô nàng có những biểu hiện về hành động, về lời nói, tính cách sau đây, thì đích thị cô ta là một người lẳng lơ, khó chữa. Vậy thì người phụ nữ lẳng lơ có những đặc điểm gì thông qua hành động và lời nói? Thứ nhất là những người phụ nữ lẳng lơ không trung thủy sẽ không bao giờ muốn công khai mối quan hệ của hai người. Đặc biệt điều này sẽ càng xảy ra khi hai người yêu đương nhau. Hơn ai hết, nếu như trong một mối quan hệ bình thường mà một người phụ nữ đoan chính thì người phụ nữ luôn là người muốn công khai mối quan hệ yêu đương của mình nhất chứ không phải ai khác. Trong mối quan hệ này, phụ nữ luôn là giới mà lo sợ tình cảm của mình không được công khai, không được người khác biết, rất sợ chung chồng với người khác. Cô nàng sợ nhất là người đàn ông giấu kín quan hệ để tiện bề thả thính với những người đàn bà khác. Phụ nữ có khuynh hướng muốn được chia sẻ, muốn được động viên hay là chúc tụng từ đám đông. Thế nên nếu như cô nàng mà bạn đang quen không hề đả động gì đến việc chúng ta hãy công khai tình yêu, thì rất có thể cô nàng nó muốn giấu giếm bạn một điều gì đó. Lúc này bạn nên chú ý điều tra các mối quan hệ bên ngoài của cô ấy. Biết đâu đấy, bạn chỉ là một anh chàng sơ cua trong một danh sách dài dằng dặc của cô ấy thì sao? Dấu hiệu thứ hai đó là những người phụ nữ này thì họ rất nhiệt tình với những người khác giới. Những người phụ nữ lẳng lơ thì thường ưa thích quảng giao với những người khác giới. Họ là một cô gái hoạt bát, giỏi ăn nói, giỏi săn đón và lấy lòng đàn ông. Nhiều người hay nói rằng phụ nữ lẳng lơ chỉ cần thấy đàn ông là ngay lập tức mắt sáng rực rỡ lên. Đặc biệt là những anh chàng đẹp trai, giàu có lại luôn là tầm ngắm của những cô nàng ham hư vinh. Họ có thể thể hiện tính cách phóng khoáng, nhiệt tình trước mặt người khác giới như là một cách thu hút sự chú ý đặc biệt. Mức độ quảng giao của cô ấy đã vượt ra khỏi phạm trù hòa đồng, thay vào đó là sự tiếp cận để có nhiều những ý đồ sâu xa hơn. Họ biết cách thể hiện sự đong đưa và tận dụng ngoại hình của mình để lấy lòng phái mạnh. Cách nói năng, cử chỉ của người phụ nữ này rất gợi tình, không phải là kiểu giao tiếp bình thường. Họ cũng sành sỏi các cử chỉ, các động tác để có thể khiến cho cánh mày râu động lòng. Trong các cuộc vui chơi, người phụ nữ này rất nhiệt tình hưởng ứng sự quan tâm từ một anh chàng nào đó. Đồng thời hành động của họ cũng liếc mắt đưa tình, ngầm cho thấy họ rất đang có tình cảm với người đàn ông. Và tôi nghĩ rằng khó mà có thể có người đàn ông nào có thể thoát được khỏi lưới tình của những người phụ nữ lẳng lơ nếu như một khi mà họ đã răng ra. Biểu hiện thứ ba đó chính là phong cách ăn mặc rất gợi tình. Mỗi người thì tất nhiên có một gu ăn mặc riêng để thể hiện tính cách và sở thích của mình. Chỉ cần nhìn vào phong cách thời trang của một cô nàng, chúng ta có thể đoán được phần nào tính cách của con người đó. Một người phụ nữ đoan trang, trung thủy sẽ lựa chọn cho mình những bộ cánh thanh tao, lịch thiệp và kín đáo. Còn những cô nàng luôn thích khoe thân bằng những trang phục táo bạo, sexy, hở hang, khoét ngực sâu, thiếu chừng mực, được xem là những người có tính cách lẳng lơ, đào hoa và kém trung thủy. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là một trong những dấu hiệu thôi, và nó cũng không hẳn là chính xác 100%. Có những người phụ nữ họ có gu thời trang táo bạo và nóng bỏng, thế nhưng họ lại hoàn toàn là những người phụ nữ ngoan ngoãn và không chạy theo những thứ nhục dục. Mẫu phụ nữ thứ tư đó chính là những người phụ nữ có quá nhiều thị phi. Đương nhiên rồi, nếu người phụ nữ mà bạn đang tìm hiểu có quá nhiều những lời đồn thổi, lời qua tiếng lại về việc cô ấy không trung thủy, cô ấy lăng nhăng, thì thực sự cũng không phải tự nhiên không có lửa thì làm sao có khói. Đời sống cá nhân của một con người luôn thể hiện được một phần tính cách của họ.
người con gái mà bạn đang quen có quá nhiều thị phi về tình trường. Cô ấy có danh sách người yêu cũ dài lê thê, đã từng bắt khá nhiều tay hay đã từng là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của người khác. Với những cô nàng có quá nhiều thị phi về lịch sử tình ái như thế này thì bạn cũng không nên có dự định tiến xa hơn, đặc biệt là trong hôn nhân. Tuy nhiên thì bạn vẫn nên xem xét một thời gian trước khi đưa ra quyết định, bởi vì biết đâu đấy cô ấy đã thay đổi và cải tà quy chính thì sao. Thế nhưng đôi khi điều này là rất khó, bởi vì phụ nữ lẳng lơ thì đã ngấm vào máu, và rất khó để người phụ nữ này thay đổi chỉ vì bạn. Những người phụ nữ không ngại né tránh những lời tán tình của người khác giới, thậm chí còn khoe khoang, cũng là dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này có phần không được đứng đắn. Phụ nữ trung thủy thì thường không dễ dãi chấp nhận những lời tán tình của người khác giới, đặc biệt là khi đã có người yêu rồi. Họ sẽ từ chối thẳng thừng những lời ve vãn từ những người đàn ông khác, bởi vì hơn ai hết họ biết được rằng hành động đấy là không đúng. Phụ nữ mà không né tránh những lời tán tình, ngược lại lại còn có hành động hưởng ứng lời qua tiếng lại, tán thưởng bất cứ một người đàn ông nào ve vãn mình, cũng là dấu hiệu người phụ nữ lẳng lơ không trung tình. Mẫu phụ nữ này khả năng làm chủ bản thân rất thấp. Đã là con người thì đương nhiên ai sẽ có những giây phút lầm lỡ, những giây phút bị người đàn ông khác quyến rũ dù đã có gia đình hay chưa. Và đối với những người phụ nữ lẳng lơ thì đây dường như là một điều kiện như để cho cá gặp nước vậy. Những người phụ nữ này thường không thể kiểm soát và kiềm chế được cảm xúc của bản thân, rất dễ bị tác động trước những lời nói và dù dê của người đàn ông khác. Sau những cuộc vui bia rượu, chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ xảy ra. Những cuộc vui tới sáng, những cuộc tình một đêm mà cô ấy lấy lý do là do bia rượu không làm chủ được bản thân, có lẽ sẽ còn xuất hiện dày hơn nữa. Nếu như những người phụ nữ truyền thống bó buộc mình với những quy tắc và nề nếp, họ dè chừng trước những người đàn ông khác, thì những người phụ nữ dễ dãi có lối sống thoáng đãng, thường xem nhẹ mọi thứ, và họ dễ chịu với mọi quyết định và mọi mối quan hệ. Họ thường không câu nệ hay là phải giữ ý gò bó theo một khuôn khổ và nguyên tắc nào. Họ có thể xà vào lòng bất cứ người đàn ông nào, chỉ cần anh ta hợp gu với họ. Phụ nữ lẳng lơ là những đối tượng mà rất nhiều người đàn ông thích để chọn làm người yêu. Thế nhưng để chọn làm vợ thì các anh cũng cần phải xem lại nhé. Ai cũng mong muốn mình có một người vợ đoan chính đúng không nào, và các anh cũng như thế thôi. Và dấu hiệu cuối cùng mà bạn có thể nhận biết một người phụ nữ lẳng lơ, đó chính là cô ấy không ngại ngùng nói về những chuyện rối trăm, chia sẻ rất thoải mái, thậm chí đôi khi còn dùng những từ ngữ, những tình huống mà khiến cho các anh mày râu còn phải đỏ mặt vì ngại ngùng đấy. Những người phụ nữ lẳng lơ dễ dãi thì thường có những phát ngôn rất điệu đà, cợt nhả. Thường thì những cô nàng này rất thích sử dụng những lời nói khách sáo, những lời mời chào, những lời gây tò mò cho cánh mày râu. Và đương nhiên những cô này từ suy nghĩ lẫn hành động đều rất thoáng trong chuyện chăn gối. Đối với họ, những cuộc tình một đêm cũng chẳng phải là sự phản bội, đó chỉ là cách để giải quyết nhu cầu của cả hai thôi. Họ có thể thoải mái và dễ dãi khi có ai đó đề nghị đến vấn đề giường chiếu, không hề có ý kiến phản kháng hay e ngại. Không những thế, thậm chí họ còn chủ động và suy nghĩ thoáng hơn nhiều người đàn ông trong những vấn đề tế nhị này, và họ thật sự thích những sự tự do. Những người phụ nữ lẳng lơ, họ trong xã hội này không ngại giấu giếm đi tính cách của mình đâu. Thậm chí đong đưa đôi mắt lúng liếng đưa tình thì một người đàn ông làm sao có thể chống cự nổi trước những người phụ nữ như thế này. Những người phụ nữ mà bạn đang hẹn hò lại có lịch trình ăn chơi dày đặc, những bữa tiệc tùng qua đêm không về nhà, hay là bạn bè của cô ấy cũng chẳng cần thiết, là những người có tính lẳng lơ và thiếu đứng đắn. Đây có thể là một dấu hiệu để cho bạn biết cô nàng này chưa phải là một mẫu hoàn hảo để có thể xây dựng một gia đình hạnh phúc trong tương lai. Những thói ăn chơi thường ngày, ăn chơi xa đọa, quên luôn cả đường về nhà. Chúng ta có những gã trai hư thì tại sao lại không có những cô nàng thiếu đoan chính đúng không? Với cuộc sống khá cởi mở như ngày nay, những cô nàng này ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là thoải mái với tất cả đàn ông. Đó là sự hòa đồng, nhưng là hòa đồng một cách khó có thể chấp nhận. Những cô nàng có lịch sử đen tối, đi chơi với trai xuyên đêm, đi chơi với những anh chàng chỉ vừa mới chạm mặt lúc nãy, sẵn sàng để một người đàn ông lạ ôm eo sờ đùi, nắm tay khoác vai, những cử chỉ mà những người thân nhau hoặc là yêu thương vợ chồng mới dành cho nhau được. Những người phụ nữ như thế thì có xu hướng hướng ngoại, phong cách sống hiện đại theo Tây phương, nên cực kỳ thích những cuộc vui, những cuộc tụ tập. Nếu như người phụ nữ có lối sống như thế này thì các bạn đương nhiên cũng phải nên xem xét lại, bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại
Và sau này nếu như bạn lấy cô ấy về làm vợ rồi, liệu bạn có thể chấp nhận người phụ nữ này nữa được hay không? Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những dấu hiệu để cho thấy một người phụ nữ lẳng lơ, thiếu sự trung thủy, khả năng cao là cô sẽ ngoại tình sau khi kết hôn. Các bạn nghĩ sao? Và người phụ nữ nào xung quanh bạn có những đặc điểm này hay không? Các bạn có chia sẻ gì? Đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần bình luận của video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.